này ui nặng trịch luôn, cầu này nặng hơn các cầu khác ấy nhờ. Ở trên là cái chỗ này là hôm trước cắt hỏng đấy mọi người. Chỗ này mật nhá, chỗ này là mật này mọi người này. Đấy, chỗ này ở dưới này là nhộng. Đấy, không bao giờ được cắt cái nắp vít ở dưới này. Cái mật ong này là nó có màu vàng chanh, nếu mà soi lên ánh mặt trời hoặc là ánh điện ấy nó sẽ có màu vàng vàng hơi xanh xanh một tí. Ui mật ong sánh chưa? Đây mật ong xịn này mọi người. Mọi người nhìn này. Quay rõ ở chỗ cái ấy cơ, cái phễu cơ. Nhìn này. Từng gấp luôn này. Nói đây. Nó từng gấp luôn này. Đấy, nó từng gấp luôn này. Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nắng Cao Nguyên đang có mặt tại trên chỗ trại ong nhà em Công mọi người ạ. Như mọi người cũng biết ấy thì cái vùng cao nguyên đá Hà Giang ngoài những cái cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ ra thì con người ở nơi đây cũng rất là thân thiện và gần gũi, rồi là dễ mến nữa mọi người ạ. Thì ngoài những cái đấy ra thì ở vùng cao nguyên đá còn có những cái loại gọi là thần dược đi. Thì vì là những cái loại ví dụ như ở mật ong bạc hà thì nó có những cái công dụng rất là tuyệt vời, như có cái chất kháng sinh tự nhiên này, rồi là chống lão hóa này, rồi là chữa rất nhiều các loại bệnh. Thì chính vì thế hôm nay Nắng Cao Nguyên cùng với em Công sẽ bắt đầu là tiếp tục là sẽ quay cái ong bạc hà đợt 2 này. Đây, ở bên chỗ vợ em Công thì đang dùng dao để cắt cái mật ong ra để cho nó vít mật, bắt đầu là chuẩn bị quay luôn. Còn phía trên kia em Công đang bắt đầu là khai thác ong. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lên trên chỗ nhà em Công nhé. Mình thì chuẩn bị găng tay. Ô, có cái mũ ở đây đâu nhỉ? Đây, cũng chuẩn bị đồ nghề sẵn rồi. Để hôm nay là quay vòng quay thứ 2 cùng với em Công trưởng thôn là thu hoạch mật ong. Không biết là hôm nay được bao nhiêu lít đây. Đấy. Rất là mong chờ hôm nay là cũng thu hoạch cũng được nhiều một chút. Như lần trước thì được 6 lít rưỡi mọi người ạ. Đây, đây này. Lâu nay em lấy găng tay đeo vào này. Đấy. Đấy, mình cắt mật ong cho... Đấy, đeo găng tay vào. Đúng rồi. Nói chung là quay mật ong là đảm bảo vệ sinh mọi người ạ. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên cùng em Công trưởng thôn mọi người nhé. Để xem là cái vòng mật ong bạc hà này nó có ngon không. Đấy. Mật ong, cái hoa bạc hà ở trên vùng cao này thì bây giờ nó phải nói là đang là chính vụ. Cái hàm lượng bạc hà nó rất là cao. Đấy. Năm nay vòng này tổ vít mật nhiều không Công ơi? Hôm nay nó được 11 ngày mà nó cũng ít mật quá. Được 11 ngày đấy á? Ừ, 11 ngày cũng ok rồi, cũng ít mật quá. Đây xem này. Đâu rồi, em chính địa họ cắt thay con giáo kia rồi, mới mổ khác được. Cũng ít mật không quay được. Hả? Hôm nay nó ít, nó không có mật. Không, không có xương đúng không? Không xương không mật. Đây xem nào. Anh xem vài vòng này. Cái vòng đó. Ôi giời, ong có khả năng mình phải lấy cái ấy thôi. Ba. Cho chú mượn cái đấy. Tôi rồi tí lắm hả? Cho chú mượn cái mũ kia, đúng rồi. Để chú lấy ong cho. Tôi đây dùng cuộn được ăn hả? Như nhà em Công ở đây là để là 30 đàn nhỉ? Đấy, đúng rồi, phải dùng cái này mọi người ạ. Đấy. Đúng chất là anh thợ ong luôn. Nhà Công nhỉ? Vâng, ong thì ai cũng sợ hết. Anh thì anh không sợ ong nhưng mà cứ phòng thôi, nó tiêu vô cái vâng. Mặt lại sưng húp hết lên mà lại không xuất hiện trên trên sáu sóng truyền hình được. Ừ. Em sinh lâu quá, phủ tới 3-4 ngày mới tăng hết. Ừ. Đây anh xem nào. Đấy, ong hôm nay đi làm áp đấy chứ nhỉ? Vâng. Chỗ này có cái núi này treo, chỗ này nó hay hết nắng nhiều, hết nắng nhanh, hết nắng nhanh. Nó chưa vít mấy đúng không? Đây anh xem nào. Nhưng mà mật nó cũng ngon rồi đấy. Đây này. Nó cũng vít ít. Ủa. Cái này khoảng 1-2 hôm nữa nó vít này. Đây. Đây cuốn cầm ra. Đây, cầu này xem nào. Hay là cái đàn này nó thế chứ. Như nhau. Đây anh ra kiểm tra đàn khác nhá. Đây mình thử kiểm tra đàn này nè. Mật ong thì có rất là nhiều công dụng mọi người cũng biết rồi. Nên là gọi là năm nay, gọi là năm đầu tiên mình cùng với em Công là để xem nào. Ấy ra,
Dạ, em tăng thêm cầu ong à? Dạ. Hay là ghép cầu ong ở dưới kia lên à? Không có, số cố rất là vẫn đang cầu mà. À à. Cái đàn này khỏe này đúng không? Đấy, ừ, cũng vít một ít rồi. Nó nhanh, nó là chậm quá. Hả? Ông qua quay phá nó các sau của nó bây giờ ông nó làm chậm. Ông làm chậm cái gì? À. Đây để đây trưởng thôn lấy cho nó an toàn. Anh dí họ, anh cầm họ. Đây anh cầm hộ cho. Đấy, ui mật rất là ngon mọi người ạ. Nó chưa vít hết thôi nhưng mà mật ngon lắm. Thế nào? Cầu già. Cầu già đúng không? Cầu già này là vẫn có mật đầy vì là mật nhiều, vì là nó cầu già nó đậy chân. Như ở trên là chưa có này, nó bắt đầu nó đang xây lại nhà ong này, ừ, chỗ hôm trước cắt đúng không? Nó đang xây lại. Đây. Nói chung là vòng này cũng hy vọng là sẽ khá hơn vòng trước mọi người ạ. Để xem là cái chất lượng mật ong, đương nhiên chất lượng mật ong cái vòng này nó sẽ hơn chất lượng của cái vòng trước rất nhiều. Vì là hôm lần trước là vụ gọi là vụ đầu ấy nhỉ? Vâng, đúng không? Đây, vòng 2 thì bắt đầu là này hoa này nó nở rộ lên luôn mọi người ạ. Đây. Đấy. Hôm nay không dùng ấy à? Hôm nay không dùng màn che à? Cho ong nó đỡ phạ vào cướp mật ấy. Nắng như này để thử qua cho tí nữa hay mù xem nó có nó có rất vào không, nếu nó không vào thì. Có chứ ra ốc có lấy mật được à? Ừ. Đấy, ui, tổ này vít này. Đây này, mọi người ạ. Đó, đang vít mật đây này. Vừa làm vừa ăn, nó khổ, nó đủ ăn. Đấy. Cầu này, ui, nặng trịch luôn. Cầu này nặng hơn các cầu khác ấy, nhờ. Vâng. Ừ. Đấy, mọi người, nếu ai có nhu cầu mua mật ong của nhà em Công thì cứ liên hệ số điện thoại của mình là 0886 526 399. Nàng Công Nguyên sẽ để ở trên màn hình để cho mọi người có thể liên hệ với trực tiếp với Nắng Cao Nguyên, hoặc là ở nhà Nắng Cao Nguyên đi làm ấy thì sẽ có một bạn nghe máy. À, cho cô tôi đấy, chùa tạm ngã tôi cái này. Xem nào. Cầu này đang chuẩn bị vít này. Vâng, cầu này cầu ngoài. Ừ. Đấy, xem cầu dưới em lấy chưa? Lấy được. Đây, đàn dưới này lấy chưa? Đàn này với đàn dưới này chưa lấy. Ừ. Đàn thêm mấy đàn này. Và hai đàn được 4 đàn. Rồi là cái hoa bạc hà này Nắng Công Nguyên cũng xin giải thích lại, lần trước mà Nắng Công Nguyên cũng có gửi mật cho một số cô chú ấy thì cô chú bảo là không lấy vì nó không có mùi bạc hà. Thì Nắng Công Nguyên cũng xin giải thích lại này, cái hoa cây hoa bạc hà này nó không giống như cái cây bạc hà mà lấy tinh dầu ở dưới xuôi ấy. Đấy là lấy tinh dầu, cái loại cây hoa bạc hà này nó có mùi rất là hắc. Nó hắc gần như bọ xít ấy, ngửi cái hoa của nó ấy. Nên là mật nó sẽ có mùi mật ong cộng thêm cái mùi hắc hắc của cái bạc hà này. Đấy. Nó như kiểu gần như mùi bọ xít ấy, nó không phải là mùi như ở thơm phức giống như của tinh dầu bạc hà đâu. Nếu mà mọi người mà mua phải cái mật nhá mà nó màu xanh lét, xong là hoặc là màu vàng xanh đậm ấy thì nó cộng thêm có cái mùi tinh dầu bạc hà, mình khẳng định với mọi người đấy là mật ong đỉu 100% luôn. Vì Nắng Cao Nguyên không phải là tự nhiên mà Nắng Cao Nguyên nói ở trên mạng xã hội như này đâu, vì là mình mà nói sai một cái, có rất là nhiều các anh chị cô chú đã từng hiểu về mật ong mà mua mật ong nhiều ấy thì cũng biết, mình cũng không dám nói dóc một tí nào cả.
anh em sang bên này để xem cái đàn bên này nè. Đúng rồi. Phải đàn này không? Ừ, đúng rồi. Úi, đàn này vít ác nhá. Đấy. Xem nào. Xem nào. Úi, đàn này mọi người ạ. Đàn ong nào cũng như này thích này. Nó vít hết này. Vít hết chỗ này, mật này. Chỗ này mật nhá. Chỗ này là mật này mọi người này. Đấy, chỗ này ở dưới này là nhộng. Đấy, không bao giờ được cắt cái nắp vít ở dưới này. Đấy. Úi, đàn này được đấy. Đây, đàn này để chú mang xuống chú cắt cho. Đây, cái này để chú mang xuống chú cắt cho. Ui, sợ thật, cầm nó khác hẳn đó mọi người ạ. Cái cầu này hơi yếu này. Nhờ. Cầm sờ phát, nói chung những cái nào nó nặng, nhiều mật đấy, sờ phát là biết hẳn luôn. Ok, bây giờ chúng ta xuống dưới này để cùng nhau quay ong cho mọi người xem nhé. Đây mọi người ạ, hôm nay thì không cần kiểu trời nắng ấy, không sợ ong đi cướp mật mà nhiều mấy, nên là không cần màn nữa. Đây, chúng ta cùng nhau cắt cho mọi người xem nhé. Đây này, đấy mọi người nhìn này, vào vàng óng luôn. Nó vàng cái kiểu là vàng chanh ấy mọi người ạ. Nó không phải là màu vàng ấy nhé, vàng ánh xanh, à vàng xanh nhé. Đây, cắt mật. Đấy, cắt hết cái nắp vít này đi. Đấy mọi người thấy chưa. Đấy. Cái mật ong này là nó có màu vàng chanh. Nếu mà soi lên ánh mặt trời hoặc là ánh điện ấy, nó sẽ có màu vàng hơi xanh xanh một tí. Còn những loại mật nào mình khẳng định luôn, những cái loại mật bạc hà nào mà màu vàng xanh ấy, hoặc màu xanh giống như kiểu là ở trên mạng có mình tìm hiểu rất nhiều, không hiểu là người ta lấy ở đâu ra. Mình khẳng định nó là cái mật đểu luôn. Đấy, nhìn này, mật nó viết thích như này cơ mà. Đấy. Nói chung có bác nào hiểu về loài ong khác biết thật, mình khẳng định luôn đấy. Đấy. Đấy, bên này nữa. Đấy, ôi dồi, thích thật, nhìn nó viết này. Đấy, cắt này, mật nó chảy ra này. Khoái dã man luôn. Hả? Quay cho vào đi để quay luôn. À, ý là phải là nó phải đều thì mới quay được. Ôi mật ong sánh nhá. Đây mật ong xịn này mọi người. Này được chưa? Quay như này được chưa? Ok chưa? Đó, thử kiểm tra nhá. À, chưa được đâu. Ui chưa được. Còn nhiều lắm đây này. Đấy, mật nó bắn vào thành này, nó bắt đầu nó chảy xuống rồi. Cho nó tự ấy mọi người. Đấy. Đây xem nào. Mình chưa chuyên nghiệp lắm. Đấy. Rồi. Ok, xem nào, đấy. Khi mà một cái cầu mà vắt hết mật ong ra nó không còn một tí gì luôn. Đấy. Đây mang lên, à đợi đây để mang lên cho bố. Vì vừa mới quay được vài đàn mà mình đã thấy cái chỗ này nó sẽ được khoảng tầm 3-4 lít rồi đấy mọi người ạ. Nhìn màu thích lắm. Hôm nay thì ở dưới thì em Hậu em đang tiếp tục cùng với bà con là kè đá ở chỗ điểm trường. Đấy, ngày mai, nốt ngày mai, phải 3 ngày phải xong cái đoạn đấy được. Đâu, đây anh mang đi cho. Rồi.
đấy mọi người ạ, ở đây có đàn này vít này. Đây xem lầu lầu cắt cái này đi, cái này còn nhiều mật lắm ấy. Đây nữa này, đây còn nhiều bớt đi đấy, nhiều mật mà đấy, thấy chưa, mật nó vít, thích chưa mọi người đấy. Đấy, mật vàng óng. Đấy. Đấy. Ở trên là cái, những cái chỗ này là hôm trước cắt hỏng đấy mọi người, là đang xây lại. Đấy. Đây ví dụ như cái chỗ này này, thì nàng công chỉ những cái chỗ mà lồi lồi lõm lõm này, thì ong hôm lần cái vòng trước ấy mình cắt hỏng nên là nó sẽ xây lại, nó sẽ không cho mật vào đây, để cho khi nó sẽ cho mật vào dưới này trước. Đấy. Đây mình cắt ra nhé. Cắt phải nhẹ nhàng nó không nó lại hỏng tiếp đấy, thấy chưa? Mọi người thấy nè. Đấy. Đó, thích luôn đấy. Mình rất thích. Này. Mật này. Cắt cứ phải cẩn thận mọi người ạ. Đấy. Bây giờ phải được chục lít rồi đó nhỉ. Được 10 lít trên lầu. I o p plau chi chau sa ji chua cau cau lít. Phải không? Cau lít. Hỏi mẹ xem có được 10 lít chưa? Pê ly đây. Pê ly. Nhiều phết rồi đấy, đây này. Đấy. Cái mùa 2 nhiều hơn. Đợt trước thì được 6 lít. Bây giờ được một ít rồi, anh em thử chắt ra xem nào. Đây, hôm nay thì cũng chuẩn bị mua cái xô mới mọi người ạ. Đây, để đi rửa để úp xuống đây để cho nó khô ráo. Em có mang ấy không? Mang dây chun không? Để buộc vào đây này. Đâu? À đây. Đấy, phải dùng cái màng lọc này mọi người ạ. Khăn von. Cái này một cái hay hai cái? Một cái. Đây, là lầu cầm hộ anh. Để chắt ra đây xem. Hai vòng. Hai vòng không? Xuống tí. Được rồi, được rồi. Được, chắc ra đây. Đấy, không phải đảm bảo an toàn vệ sinh. Mật nhìn thích lắm. Đây rồi, đây nè. Đây, phải lọc ra mọi người. Đấy, thế mật, mọi người thấy sánh chưa? Vàng óng ở dưới này. Bây giờ phải lọc hết ra đã. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra nhé, xem là mật ong nó như thế nào. Đấy, vừa lọc ra hết rồi. Thế là em câu em tiếp tục là đi quay mật ong tiếp rồi. Nhiều dã man. Này, ui, mật nó đặc này. Mọi người này. Đặc quánh vào luôn. Này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Ui, có một con ong chui vào trong này. Từ che vào để tí nữa ra rót. Ra rót không tí nữa là cái chỗ này phải được khoảng tầm 15 lít rồi mọi người ạ. Một cái xô này ấy. Thế thì hôm nay cũng phải được trên 20 lít đấy. Còn 10 tổ nữa à? 10 tổ à? Thì chỗ này đã được khoảng tầm 15 lít rồi. Thế thì kia chắc cũng được khoảng tầm hơn 20 lít, 30 lít đấy. Đây như mình phải gọi em Tuấn trợ giúp lên để rót. Đây mọi người xem này. Kém quá. Mọi người nhìn này. Quay rõ ở chỗ cái ấy cơ, cái phễu cơ. Nhìn này. Nhìn nó từng gấp từng gấp. Nói đây. Nó từng gấp luôn này. Đấy, nó từng gấp luôn này. Thích không? Phê à. Đầy quá, đầy quá. Anh có tính là nó có bị đầy không? Em tính là nó bị đầy đấy. Anh tính là nó bị đầy đấy. Gạt. Tay của em. Gạt. Để một lúc là cái nồi bóng là
Đấy, ui, mật ong nhìn thích thật đấy nhỉ. Vặn can, nắp này ra để chuyển không thì nó lại đầy quá. Rồi, chuyên nghiệp hơn mọi người ạ. Thế là hôm nay mang ít chai quá, còn nhiều quá nhỉ. Tí nữa cho vào can. Đấy nhấc vào đây luôn. Tí nữa lấy cái khăn lau chai. Nhiều quá. Này, mọi người xem này, anh em rót 5 lít vẫn còn 2/3 nữa. Ở chỗ này đúng 15 lít. Mọi người ạ, vừa nãy thì anh em rót ra được 5 cái chai 5 lít kia rồi. Rồi bây giờ còn thừa khoảng hơn chục lít nữa, mười mấy lít nữa ấy. Thì bây giờ mình quên lấy cái phễu mọi người ạ. Đây mình lại rót cho vào can để ra ngoài kia chắc ra chai sau. Bây giờ mình sẽ chắc ra can này, mọi người xem này. Úi dồi, nhìn nó chảy này. Đấy mọi người xem này, nhìn nó từng dòng này, nhìn như kiểu là cái lúc mà sô-cô-la nóng chảy ra. Ôi mọi người ạ, đây vừa nãy chắt từ cái xô ra nó cũng được đến đây, thế rồi chứng tỏ là cũng phải được gần 20 lít, 17, 18 lít đấy. Đây cộng thêm 5 lít này nữa, cộng thêm chỗ đàn bên này nữa xem nào. Lâu quay được cắt được nhiều, còn nhiều không? Ôi chỗ này cũng phải được khoảng chục lít nữa. Không ạ, chỗ này được tầm 5 lít không? Đến 10 lít không? Không. 3-4 lít à? Ủa thế nói chung quay hết chẳng được khoảng 30 lít à nhỉ? Úi cái cầu này vít ác này. Đây này mọi người. Đây. Cầu ong này vít ác luôn. Vừa đấy mình phải thay găng tay, cái găng tay kia nó mỏng nó bị rách mọi người. Đây. Đấy. Đấy. Rồi anh em mình tín chắt nốt ra cái can này. Đấy. Đợi em công trưởng thôn một lúc nữa xong là quay cho hết đi. Rồi cắt chắt nốt ra can. Đây rót ra mấy chai mật đẹp thật đấy mọi người ạ. Đây này. Đây là mật ong nhà em công nhé. Mọi người mà muốn mua liên hệ số điện thoại 0886 526 399. Thì cái lần này vòng quay này được nhiều hơn rất là nhiều ấy, vì là cái lượng hoa bạc hà nó vào chính vụ ấy, nó nhiều hơn mà. Bây giờ thì Nắng Cao Nguyên sẽ trực tiếp dán tem vào đây. Đây là tem của Nắng Cao Nguyên, thì Nắng Cao Nguyên có đi in những cái tem này để dán trực tiếp vào chai, là tránh trường hợp là ví dụ như kiểu là chuyển hàng cho quý vị khán giả ấy thì bị nhiều khi là bị đổi hàng hay như nào, thì có cái này thì không bao giờ sợ mọi người. Đây mình sẽ trực tiếp đây ngồi chung là làm dán luôn ở đây. Đây là mình sẽ dán cái tem này vào mọi người, xong là ở trên nắp chai cũng có một cái tem nữa ấy. Đấy bóc này ra. Đấy, dán. Đó, thấy chưa? Đấy, mọi người thấy đẹp không? Úi, màu mật ong rất là đẹp luôn. Được một chai. Đấy, để đây. Điểm trời thứ hai. Đấy. Gọi là dây chuyền sản xuất của Nắng Cao Nguyên mọi người ạ. Đấy, từ đầu đến giờ là dây chuyền sản xuất, là có như nào mình cũng gửi quý vị khán giả mua mật ong mình cũng gửi y nguyên như này luôn mọi người ạ. Thì lần này có tốt hơn là khoảng được mình hy vọng là khoảng trên 30 lít, khoảng 40 lít gì đấy mật ong. Ui, đây. Đấy, dán. Cẩn thận. Vuốt cẩn thận. Đấy, chai thứ hai. Rồi. Chai này đặt lên thôi, để đây đi. Cho đỡ rơi mọi người ạ. Đấy, tiếp chai thứ ba.
Thì sau khi mà thành lập cái hợp tác xã xong ấy, thì lúc đấy là mình sẽ đi xin về cái cục an toàn thực phẩm ấy, hay là ở dưới Hà Giang là xe như thế thì nó sẽ có cái mã vạch đấy, mọi người chỉ cần là truy cập vào cái mã vạch đấy là sẽ biết rõ cái nguồn gốc xuất xứ ở đâu. Nhưng hiện tại thì mình vẫn đang trong cái quá trình làm thủ tục cái hợp tác xã đấy, nên là vẫn chưa ra được cái gọi là đăng ký thương hiệu ấy. Thì bây giờ thì mình cũng sẽ dán tạm cái tem của Nắng Cao Nguyên vào để cho mọi người là yên tâm hơn về cái chất lượng đấy. Mình xin cam đoan đấy là cái mật ong Bạc Hà trên vùng cao nó cực tốt luôn, chất lượng. Mà hơn nữa là bà con nuôi ở trên này 100% là tự nhiên. Đó, ôi trời, quá đẹp luôn. Đấy, dây chuyền sản xuất quá đơn giản đúng không mọi người. Mai sau, nếu năm sau nhân rộng ra thì cái quy trình nó sẽ hiện đại hơn. Đấy, nó không máy chạy bằng cơm như bây giờ. Bây giờ là toàn bộ là máy, hệ thống máy móc chạy bằng cơm hết mọi người ạ. Đó, ok. Xong 5 chai, hôm nay mình nao 5 chai thì mình đây, ok, đây còn cái tem này này mọi người này. Đấy. Đây, đây là cái tem để dán nắp chai. Trước khi chặt xong là mình dán tem vào đây, xong bắt đầu là mình sẽ dán cái giấy băng dính vào cái nắp chai này. Đấy, đây nhá. Đấy, còn cái tem này ấy, thì ví dụ chẳng may là ai đổi chai không được thì vặn ra phát là xé mất cái này luôn. Đó. Rồi mọi người ạ, mình chỉ gọi là dán mẫu một cái này để cho mọi người biết. Đấy, để phân biệt được là cái mật ong nào là của Nắng Cao Nguyên, mật ong nào của bên khác, tránh trường hợp bị đổi trả. Vì mình còn về nhà mình còn hàn cái giấy băng dính vào quanh bên này nữa để tránh trường hợp là mật ong nó ra ấy. Đấy, rất là đẹp. Đây, mọi người có nhu cầu lên mua mật ong thì cứ liên hệ số điện thoại 0886 526 399. Thì sẽ gặp trực tiếp Nắng Cao Nguyên hoặc là mấy bạn nhân viên ở nhà trực. Vì là nhiều khi mình cũng vào trong thôn bản ấy, nên là không trực tiếp nghe máy được, nên là mọi người thông cảm. Đó, đây, mật ong Bạc Hà nhà em Công đấy mọi người ạ. Thôi mọi người ạ, bây giờ thì anh em mình gọi là đứng ra đây trang trí mấy chai nhìn cho đẹp tí Công nhỉ. Đây, mật ong nhà em Công trưởng thôn đấy mọi người ạ. Thì chắc chắn là một điều là anh em mình sẽ sang năm sẽ tăng đàn lên nhỉ Công nhỉ. Vâng. Khoảng 200 mặt đàn, 200 đàn đủ đấy. Năm sau nếu mà xem con đến nào thì năm sau sẽ tăng. Ừ. Mọi người cứ hôm nay quay cũng được một tí mở ong. Thế mọi người quý vị khán giả đấy muốn mua mở ong ấy thì là cũng liên hệ số điện thoại của đồng chí của anh Mạnh. Anh Mạnh để anh Mạnh tư vấn cho mọi người. Đấy cũng gặp hôm nay quay hết là cũng gặp 30 lít. Đấy thì mọi người sẽ ủng hộ mở ong, ủng hộ mở ong cho em thì sẽ liên hệ số điện thoại của chỗ anh Mạnh nhé. Để anh Mạnh tư vấn cho mọi người nhé. Đây thì mình cũng sẽ hộ giúp bà con là bao tiêu cái sản phẩm mật ong Bạc Hà này. Nói chung là cũng muốn là giới thiệu đến những cái đặc sản, rồi là cái những cái dược liệu quý hiếm dành tặng cho mọi người. Nếu như mọi người cũng biết là mọi người cứ tìm hiểu xem, không một cái vùng nào có, mình khẳng định luôn, chỉ có huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc là sản lượng nhiều nhất, sau đó để đến huyện Quản Bạ, xong rồi với đến ít nhất là huyện Yên Minh. Còn ngoài tỉnh Hà Giang là không có loại mật ong như thế này. Mình cũng đã gửi 6 lít rưỡi của em Công đợt trước cho mọi người về cái phản hồi của quý vị khán giả cũng như khách hàng ấy, cũng rất là tốt, thực sự cực tốt luôn ấy. Vì mật ong chuẩn mà mọi người, mùi thì thơm phức. Thôi thì bây giờ thì anh em mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay, hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.